Cũng trong sáng nay, Học viện Lục quân đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong năm học này, Học viện Lục quân thực hiện có hiệu quả phương châm dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất. Chủ động sáng tạo trong xây dựng kế hoạch giảng bài, cập nhật thông tin mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thụ kinh nghiệm với thực tiễn. Công tác xây dựng chăm lo đội ngũ nhà giáo được đẩy mạnh. Hiện toàn nhà trường có 64 tiến sĩ.